Chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Tiếng Lao Tiếng Việt sẽ giới thiệu cùng các bạn video tập thứ 3 từ trái nghĩa tiếng Lao. Sabai đi một lần theo em. Mới ni channel Tiếng Lao Tiếng Việt cho năm sân nữ video muộn thi sám kiêu cấp sắp công căn khảm nay pha xá lao vừa sống thiệt cấp pha xá Việt. Ý nghĩa việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật lên sự việc, hoạt động, trạng thái đối lập nhau. Khoan mãi can vang bàn đa sắp công căn khảm khiên khảm căn mi hốn hết hãy hết can can cặp thăm đưa vào can khơn váy sạ phá vạ thì công căn khảm căn đình sạc khứng. Để cho dễ theo dõi, Kính sẽ giới thiệu từng 10 cặp trái nghĩa một, bao gồm tất cả là 24 video và được đánh số từ EP1 đến EP24. Phưa hãy can tích tám đầy xa đùa. Sơn nêu chắc năm sơn nữ thừa lạ khăm công căn khảm xích khu luôn thăng mốt mèn sau xì video lẽ thử xây tô lê tè EP1 thứng EP sau si xin một lần tiếp tam. Mời các bạn theo dõi. Cặp trải nghĩa thứ 21 chấm lười chấm lười chấm lười nghĩa là bé và mần khan chấm bé và mần lười bé và khan chấm mần lười khan. Ví dụ tua giang chấm học lười chơi chấm học lười chơi chấm phải và mặn học phải và hiên lười phải và khan chơi phải và lính chấm học lười chơi dịch là phải và phê và mặn hiên khan lính chấm học lười chơi mặn hiên khản lĩnh. Cặp trái nghĩa thứ 22 khu công căn khảm thi sau xóm chấm chỉ lười biếng chấm chỉ lười biếng
chăm chỉ, lười biếng. Nghĩa là đúc mạnh khí khảm, đúc mạnh khí khảm, đúc mạnh khí khảm. Chăm chỉ là đúc mạnh, lười biếng là khí khảm. Chăm chỉ là đúc mạnh, lười biếng là khí khảm. Ví dụ, tua giang. Cô ná chăm chỉ, còn anh nam thì lười biếng. Cô ná chăm chỉ, còn anh nam thì lười biếng. Cô là sáo hoặc là nam. Na là tên là na. Chăm chỉ là đúc mạnh. Con là xuân. Anh là ai. Nam tên là nam. Thi nghĩa là men. Lười biếng là khí khan. Cô na chăm chỉ, còn anh nam thì lười biếng. Sáo na đúc mạnh, xuân ai nam men khí khan. Cô na chăm chỉ, còn anh nam thì lười biếng. Sáo na đúc mạnh, xuân ai nam men khí khan. Cặp trái nghĩa thứ 23. Thăm công căn khảm khu thi sao xám. Chẳng lẻ, chẳng lẻ, chẳng lẻ. Vẽ và nghĩa là khu khi, khu khi, khu khi. Chẳng vẽ và khu, lẻ vẽ và khi. Chẳng khu lẻ khi. Ví dụ thứ nhất, cấm đỗ xe ngày chẳng. Cấm đỗ xe ngày chẳng. Cấm là hàm, đỗ là chọt, xe là lột, ngày là văn, chẳng là phù. Cấm đỗ xe ngày chẳng, dịch là hàm, chọt, lột, văn, khu. Cấm đỗ xe ngày chẳng, hàm, chọt, lột, văn, khu. Ví dụ thứ hai, cấm đỗ xe ngày lẻ. Cấm đỗ xe ngày lẻ. Cấm là hàm, đỗ là chọt, xe là lột, ngày là văn, lẻ là khỉ. Cấm đỗ xe ngày lẻ, hàm chọt lột văn khỉ. Cấm đỗ xe ngày lẻ, hàm chọt lột văn khỉ. Các bạn chú ý, văn khỉ hay là ngày lẻ là con số ngày, số điểm nhé. Văn thi là ngày, ví dụ 21, 23, 25, 27 nghe các bạn. Số ít, số sáng, số hạ, văn khỉ nó. Cặp trái nghĩa thứ 24. Khăm công căn khảm khu thi sao xì. Chặt lòng, chặt lòng, chặt lòng. Tê và nghĩa là nền luống, nền luống, nền luống. Chặt là nền, lòng là luống. Chặt là nền, lòng là luống. Ví dụ tua giang, giấy lòng phải buộc lại cho chặt. Giấy lòng phải buộc lại cho chặt. Giấy là xưa,
lỏng là luống, phải là tỏng, buộc là mặt, lại là khướn, chó là hay, chặt là nền. Giấy lỏng phải buộc lại cho chặt, sượt luống, tỏng mặt khướn hay nén. Giấy lỏng phải buộc lại cho chặt, sượt luống, tỏng mặt khướn hay nén. Cặp trải nghĩa thứ 25. Khâm cung canh khảm khu thi sao hà. Chật rong, chật rong, chật rong. Nghĩa là phê và khắp lưu vật khe. Quang khắp khe. Quang khắp khe. Quang chật là khắp hoặc là khe, rộng là quang, chật là khắp hoặc là khe, rộng là quang. Ví dụ thứ nhất, tòa nhà thi nưng. Nhà chật, nhà chật, nhà là hương. Chật trong trường hợp này dịch là khe. Nhà chật là hương khe. Nhà chật là hương khe. Ví dụ thứ hai, áo chật, áo chật, áo là sửa, chật là khập, chật là khập. Áo chật là sửa khập, áo chật là sửa khập. Các bạn chú ý, áo chật không dịch là sửa khép nha các bạn. Áo chật là sửa khắp, nhà chật là hươn khép. Ví dụ thứ ba, nhà rộng, nhà rộng, nhà là hươn, rộng là quang, nhà rộng là hươn quang. Nhà rộng là hương quang. Cặp trải nghĩa thứ 26. Khâm cung canh khảm khu thi sau hốt. Chiến tranh hòa bình, chiến tranh hòa bình, chiến tranh hòa bình. Nghĩa là phe và sống kham, sẵn tị pha, sống kham, sẵn tị pha, sống kham, sẵn tị pha. Chiến tranh là sống kham, hòa bình là sẵn tị pha. Chiến tranh là sống kham, hòa bình là sẵn tị pha. Ví dụ thứ nhất, tòa nhà thi nưng. Gây chiến tranh, gây chiến tranh, gây là co, chiến tranh là sống kham, gây chiến tranh là co sống kham, gây chiến tranh là co sống kham. Ví dụ thứ hai, xây dựng hòa bình, xây dựng hòa bình. Xây dựng là co sàng hoặc là sàng, hòa bình là sẵn tị pha. Xây dựng hòa bình là sàng sẵn tị pha. Xây dựng hòa bình là sàng sẵn tị pha. Ví dụ thứ ba, tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình. Tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình. Tiểu thuyết là nạ vạ nị nhai. Chiến tranh là sống kham, và là lẻ. Hòa bình là sẵn tị pháp. Tiểu thuyết chiến tranh và
hòa bình, nạn vạ nị nhai, sống kham lệ sắn tị pha. Tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình, nạn vạ nị nhai, sống kham lệ sắn tị pha. Cặp trái nghĩa thứ 27. Khăm công căn khảm khu thi sao chết. Chim nổi, chim nổi, chim nổi, dịch là chung phu, chung phu, chung phu. Chim là chung, nổi là phu, chim là chung, nổi là phu. Ví dụ thứ nhất, tua giang thi nừng. Thuyền chim, thuyền chim, thuyền là hứa, chim là chung, thuyền chim là hứa chung, thuyền chim là hứa chung. Ví dụ thứ hai, tua giang thi sóng. Tàu ngầm nổi lên, tàu ngầm nổi lên. Tàu ngầm là hứa đâm nạm, nổi là phu, lên là khẩn. Tàu ngầm nổi lên là hứa đâm nạm, phu khẩn. Tàu ngầm nổi lên, hứa đâm nạm, phu khẩn. Ví dụ thứ ba, bá chim bảy nổi. Bá chim bảy nổi. Bá là xám, chim là chung, bảy là chết, nổi là phu. Bá chim bảy nổi là xám chung chết phu. Bá chim bảy nổi, xám chung chết phu. Cấu thành ngữ này được dịch đã là lủng lục khổ khan, lủng lục khổ khan. Bá chim bảy nổi là lủng lục khổ khan. Các bạn có thể xem lại bài về video về số điểm trong tiếng Lào nhé các bạn. Cặp trái nghĩa thứ 28. Khăm công căn khảm khu thi sao vẻ. Chính phủ, chính phủ, chính phủ, nghĩa là lắp tuần to, hô sắm hô, lắp tuần to, hô sắm hô, lắp đưa vào tuần to, hô đưa vào sắm hô. Chính là lắp hoặc là tuần to, phụ là hô hoặc là sắm hô. Chính là lắp hoặc là tuần to, phụ là hô hoặc là sắm hô. Ví dụ thứ nhất, tôi giang thi nừng. Việc chính, việc chính, việc là viết, chính là lắp. Việc chính là việc lắp, việc chính là việc lắp. Ví dụ thứ hai, việc phụ, việc phụ, việc là viết, phụ là hô hoặc là sắm hô. Việc phụ dịch là việc hô hoặc là việc sắm hô. Việc phụ dịch là việc hô thứ ba hoặc là việc sắm hô. Cặp trái nghĩa thứ 29.
khâm cung canh phạm phù thi sau câu. Chỉnh ta, chỉnh ta, chỉnh ta, dịch là thâm mạng á thâm, thâm mạng á thâm, thâm mạng á thâm. Chỉnh là thâm mạng, ta là á thâm, chỉnh là thâm mạng, ta là á thâm. Ví dụ tua nhà cải ta quý chỉnh, cải ta quý chỉnh. Cải là bắp tua, hộp trà hoặc là đất. Ta là á thâm, quý là về, lưu vào mưa, quý là cặp mưa, lưu vào cặp ma. Chỉnh là thâm mà, cải ta quý chỉnh, dịch theo nghĩa đen là bắp tua ổ chả á thâm, lèo cắp ma xù thâm mà. Cải ta quý chỉnh, bắp tua ổ chả á thâm, lèo cắp ma xù thâm mà. Cấu thành ngữ này được dịch sang tiếng Lào là cấp nửa, cấp tua, cấp nửa, cấp tua. Cải ta quý chỉnh là cấp nửa, cấp tua. Cải ta quý chỉnh là cấp nửa, cấp tua. Cặp trải nghĩa thứ 30, không công căn khảm khu thi sáng xích. Chủ động, bị động. Chủ động, bị động. Chủ động, bị động. Dịch là bên chậu can, bò bên chậu can, bên chậu can, bò bên chậu can, bên chậu can, bò bên chậu can. Chủ động là bên chậu can, bị động là bò bên chậu can. Chủ động là bên chậu can, bị động là bò bên chậu can. Ví dụ thứ nhất, thế chủ động, thế chủ động. Thế là tha, chủ động là bên chậu can. Thế chủ động là thà bên chậu can. Thế chủ động là thà bên chậu can. Ví dụ thứ hai, tôi làm thi sống, đối phó một cách bị động. Đối phó một cách bị động. Đối phó là hợp mưu, một cách dịch là giang, bị động là bò bên chậu can. Đối phó một cách bị động, hợp mưu giang bò bên chậu can. Đối phó một cách bị động, hợp mưu giang bò bên chậu can. Video về cặp từ trải nghĩa ý thứ 3 này có tất cả 10 cặp trải nghĩa từ 21 đến 30. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Tiếng Lào Tiếng Việt. Mời các bạn đừng quên nhấn subscribe, like và nhấn chuông để được nhận video mới nhất từ kênh Tiếng Lào Tiếng Việt chúng tôi và các tập video về các cặp từ trải nghĩa tiếp theo nhé các bạn. Xin cảm ơn, khó khổ chay.